Danh từ thần thánh giáng độ cách số giáng độ cách triệu hồi cái gì người lái xe nó thừa cái gì chứ mà người không nói chung chung nó thụ hưởng mà mình không có nói cụ thể rồi, nó là thụ hưởng cái gì, thụ hưởng từ nào, động từ nào, danh từ nào, tính từ nào, rồi, nói cụ thể luôn, thụ hưởng cái gì. Bạch sư nó là thụ hưởng cho cái động từ bát khá tí đó. Rồi tăng trưởng tăng trưởng đúng không? Dạ. Rồi thụ hưởng tăng trưởng thụ hưởng quá thấp tí hay nói cách khác là thụ hưởng sự tăng trưởng ha. Rồi. Hợp lý ha, chỗ này cũng là hợp lý. Được chưa? Rồi, mình làm sao mình giải quyết được? Mình đâu thể nào mình dịch cả hai câu vậy rồi ta đọc ra ta nói ủa, đây nó có một câu Bali mà sao dịch ra tới hai câu, hiểu không? Hiểu không? À Dạ thưa sư cơ, dạ cái chỗ thụ hưởng của cái đồng từ quách khá tí, sao con thấy hình như đâu phải ta. cũng được á, cũng hợp lý đó, nhưng mà mọi người đâu thể dịch, mọi người để hai câu rồi ai muốn hiểu sao hiểu, hiểu sao nói không, mọi người xem coi cái nào hợp lý hơn ha, cái nào logic hơn, cái nào nó phù hợp với cái logic diễn tả của toàn bộ cái đoạn kinh này. Chứ mọi người không có để gì rồi bắt cái người ví dụ như sư là một người đó, sư cầm được cái cuốn sách kinh này sư không hiểu, sư đọc sư không hiểu tiếng Ly à, rồi cái người dịch và cái đưa ra hai ba cái phương án bắt sư phải lựa chọn chết rồi. Sư nào mình là cái người dịch à, mình không thể nào mà mình cái dịch mà mình để hai ba cái phương án đó rồi người đọc họ muốn hiểu sao hiểu, muốn chọn phương án nào lựa chọn đó được, mình phải là cái người chọn à, mình chọn cả hai phương án, mình thấy cả hai phương án nó đều có lý, nó đều hợp lý hết, thì mình là cái người đưa ra cái sự lựa chọn à, chọn phương án nào là hợp lý nhất à, logic với cái diễn đạt của toàn bộ đoạn văn. Bây giờ đây là câu đầu tiên cho nên mình cũng chưa 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 biết chọn lựa làm sao đúng không, mình đọc hai câu này nó đều có lý hết, nó đều đúng ngữ pháp nè, đều hợp lý hết nè rồi. Trong cái câu đầu tiên sự khao khát của người sống giữ vui thì tăng trưởng giống như một loại ha, rồi đối với câu thứ hai đối với người sống dễ vui sự khao khát thì tăng trưởng thì cái thì vậy đi đỡ cái cảm giác này. Thì khao khát tăng trưởng nó đặt luôn tù nó làm sao sao à, cái thì vậy ha, sự khao khát thì tăng trưởng giống như một loài cây, một loài dưa leo ký sinh với hai độc chủ. Rồi tiếp đến rồi, tạm thời mình cứ chấp nhận hai phương án ha, mình đọc hết cả cái đoạn văn mình xem coi cái nào là hợp lý nha, cho mình sẽ bỏ nha, chứ mình không có dịch ra hai cái rồi mình bắt cái người đọc phải chọn nha.
Rồi, người ấy cho nổi từ cõi này sang cõi khác giống như con khỉ đang mong ước trái cây ở trong rừng. Đặt kỹ xem cái ý của bản quan này muốn nói cái gì. Kể cả cái câu dưới này nè, đặt tới câu dưới này người mới hiểu nè. Cái câu trên thì dễ hiểu hơn câu dưới thì cũng không biết tại sao mà ra nói từ khỏi này sang cũng khác giống như con khỉ đang muốn chơi cái mình. Câu trên thì cái người mà sống đi vui giống như chạy theo những cái tham dục thì Có nghĩa là cái cốt yếu, có nghĩa là họ muốn nói đến đây là cái nguồn sống dễ vui này nè, chứ không phải là sự khao khát, hiểu không? Hiểu không? Cái câu nếu mà nói là này thì cái sự khao khát là cái vấn đề chính, hay là nguồn sống dễ vui là cái vấn đề chính? Người đọc kỹ hai câu này, người sẽ thấy. À, giờ sư hãy đặt câu hỏi ha. Cái này Không, đấy là sự cao khác rồi. rồi, sự khao khát của người ta thì sự khao khát này nó bị gì, nó có vấn đề gì sao? À, có nói đến là sự khao khát sẽ làm cho người này bị người kia, hay là sự khao khát được chế ngự như thế nào, hay là làm thế nào để chế ngự sự khao khát hay là sao? Là nó muốn nói lên cái sự cao khác thì nó giống như là nó sẽ nó bị nó được tăng trưởng lên, nó được nhiều lên, nó được phát triển lên. Đây là chủ đề chính là sự khao khát đúng không? Rồi. Vậy thì cái câu dưới này có dính gì tới sự khao khát không? Dạ thì nếu mà vậy thì do cái sự khao khát này nó tăng trưởng quá nhiều, thành thử ra là cái người đó nó cứ bị cuốn trôi trong cái sự mà tăng trưởng của cái sự khao khát này, tức là nó không có, nó bị tái sanh nhập từ cõi này qua cõi khác, bởi vì nó còn cái sự tham ái thì nó giống như Đâu là con khỉ ở trong rừng mà có đi nói trái đâu. cây, thì cái này giống như nó ngụ ý vậy thôi. Sao Đấy, đâu có nói gì cái sự khao khát đó. Còn kỹ chứ. dạ đúng rồi, cái câu sa thì nó không có nói gì hết, nhưng mà nó giống như nó nói cái quả của cái trên. Đâu có. Đâu có nói cái quả của sự khao khát đâu. Do khao khát cho nên mới bị cho nổi thôi, sao Vậy do là không còn phải diễn tham vui. mẹ tham ái nên mới bị cho nổi. Vậy là không phải là diễn vui. À, vậy là sư hỏi người ấy là người nào? Thì là cái người ấy đây nó ám chỉ cái người mà sống dễ vui. À, vậy hình liên quan gì tới sự khao khát?
Còn nếu mà mình nói là cái sự dễ vui, người sống dễ vui là đề tài, thì nếu mà nó đi theo cái vế thì sao, thì không lẽ người sống dễ vui phát triển như là cái loài dây leo gì gì đó sao được? Không, cái quan trọng là cái sao này là có. À, quan trọng là cái sao, vậy là cái vế mà Cái tăng trưởng sự kia là khao dây khát leo nha. nó giống như cái dây leo, nó giết hại vật chủ là ai? Chủ là cái người đó, Cái người nào? là cái người mà bị cái sự khao khát đó chế ngự, Nó cái sự dễ vui đó chứ. không, cái giết hại vật chủ đây, mình hiểu vật chủ đây là người sống dễ vui đúng không? Dạ, vật chủ là người sống dễ vui. Theo cái xanh này nha, theo cái xanh này này nha. Đó, mình đọc hai câu này ha. Mình sẽ thấy nó hai câu này nếu mà mình đọc ở đây. À, sư hỏi lại ha, đối với người sống dễ vui, sự khao khát tăng trưởng giống như một lời dây leo ký sinh giết hại vật chủ, và vật chủ đây là người sống dễ vui đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Khao khát là mình cứ tạm coi cái sự khao khát là giống như là một cái ký sinh trùng vậy, được chưa, được chưa? Dạ. Rồi rồi tiếp nữa, người ấy cho nổi từ cõi này sang cõi khác, mà người ấy cho nổi giống như con khỉ đang mơ ước mong ước trái cây trong rừng. Nếu mà đề tài là sự khao khát thì tới đây rõ ràng là nó đâu có nhắc gì tới sự khao khát đâu. À, dạ. Dạ, nếu vậy là đúng rồi, Thấy người ta không? cái người là đề tài. Cái này mới là đề tài Dạ, nè. cái Cái người. sự khao khát là một trong các cái vấn nạn mà cái người sống dễ vui sẽ bị, hiểu không? Tôi hiểu rồi, tại nay con chưa tích hợp với câu thứ hai, Đúng con rồi, thì mới tôi đọc có nói câu câu đầu thôi, thì cái con này chỉ á, là thì gạt tôi nói mới là đọc cái câu đầu một thôi. cái này á, thì mình thấy sẽ hỗ cách và với một cách nó đều hợp lý đúng không? Nhưng mà khi mà mình kết hợp với câu thứ hai thì mình bỏ đi, mình đọc đúng hai câu này thôi, mình thấy nó rất quá rồi. Mình thấy hai câu này nó không ăn nhập gì với nhau luôn á, thấy không? Cho nên cái này là cái quan trọng nè, cái gì người ta muốn nói đến. Bài kinh này muốn nói đến cái nào, muốn nói đến sự khao khát hay là muốn nói đến người dễ vui đó, cái quan trọng là cái đó đó. Ví dụ như mình học như diệu pháp đi, mình hỏi tâm sân là cái gì, làm sao chế ngự tâm sân, khi có tâm sân thì người đó làm sao 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 sao, đó là mình đang bàn về tâm sân chứ mình không có quan trọng người nào có tâm sân. Ai có tâm sân thì người đó sẽ bị, mình không quan trọng người nào, hiểu không, hiểu chưa? Đó không, đó mình đang bàn về tâm tâm sân. Còn cái đó là sư có tâm sân hay là cô có tâm sân hay là bất kỳ ai có tâm sân không quan trọng, mình quan tâm tâm sân ha. Còn khi mà nói là khi mà một người Phật tử có tâm sân thì như thế nào, nó khác sao, có tâm si thì nó khác là sao sao, vân 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 vân. Thì cái đề tài chính là cái người Phật tử chứ không phải là tâm sân nữa, ở đây cũng vậy. Nếu mà mình đề tài nó là sự khao khát đó, thì cái câu dưới này nó chẳng dính gì tới người khao khát, chẳng dính gì cái khao khát luôn á. Hai câu này nếu mà nói về cái đề tài đề tài là sự khao khát đó, là cái câu màu vàng này nó không có ăn nhập gì tới, không hề nhắc đến sự khao khát, có thấy không? Mọi người có ý kiến gì không ạ? Mình tương tác đi. Mấy Dạ con, mấy con. bạch Không là sao? sư hỏi Ý có ý kiến gì không thì con nói là không. ý. Giờ xin hỏi ha. Cái đề tài của đoạn kinh này là cái gì?
Bà sư mình chưa làm cái câu kia mà. không tới đây, hai câu này thôi, không cần tới mấy câu khác nữa, hai câu này thôi, riêng hai câu này thôi. Ủa cái câu người trôi nổi từ cõi này qua cõi khác là mọi người đang bàn đến rồi ạ. Dạ Sao 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 con ủa đấy, cái câu này đấy, so có lâu biết nè. à, đây là xong rồi ấy hả? Thì nó kết thúc một đoạn rồi. Nhưng mà Đây. cái từ hú ra hú răng đó sư sư giải thích như thế nào ạ? Hú răng Đó, dạ, hú răng. đi đâu, chưa làm tới mà chưa thấy mấy người dịch đây Trời nè. ơi, con đang định đợi sư làm cái đó để con hỏi mấy cái từ cái lạ lạ đấy ạ. Tại vì hả? Phải biết Dạ, đâu. tự nhiên. Người bị vướng chỗ này chứ còn dịch thì bây giờ mình dịch nó đã tiến đấu rồi mà Tụi kiếm con vướng ngữ pháp nữa bạch sư. ổn vậy hả. Dạ. Rồi vậy thì tạm thời xin cứ để cái này đây ha, cái dán bộ cách hoặc là cái sở cách để đây Dạ. ha. Rồi ok, nãy giờ sư tử là mọi người bị vướng chỗ này. Trời ơi. Không rồi, không. Rồi mình phân tích tiếp ha. Dạ. Rồi cứ theo cái phân tích của mọi người ha, cho nên ở đây là một câu rồi. Mình có hai phương án, một là sở hữu cách chuyển cho chủ sở hữu, hai là dán một cách thụ hưởng. Rồi, ok. Rồi tiếp đến cái câu này, so động từ, nó có tiền bất định cho nổi bồng bềnh. Bất định sao sư không thấy cái nào mà có cái nghĩa bất định nữa ta. Bất định là quá khứ đúng không? Dạ đúng. Mà sao sư đọc cái câu này đâu thấy quá khứ nào đó. Bất định. Đã tăng trưởng rồi. Đâu cái chữ nào mô tả cách hiện tại, đúng Đi rồi, đi bao lâu tí nè gì à, đấy hỏi nè. để thêm chữ đã vô thôi con bà sư. Đã ha, quá khứ mình dịch ngay quá khứ chứ. Rồi ok, mọi người nên nên dịch cái chữ đã trôi nổi này nha, tại vì cái trôi nổi này á nó không phải hiện tại đâu, nó là quá khứ rồi, kiếp này kiếp khác chứ làm sao mà mình ngay hiện tại mà nó chuyển từ kiếp này sang kiếp khác được. Hiện tại là chỉ cái kiếp này thôi chứ, cõi này thôi chứ, sao mà cõi này cõi khác được. Cho nên là phải dịch cái bất định vô ha. Rồi đã tôi nói đã bằng bạn, ok, so đã dùng như danh từ, nam tính chủ kết sự ích. Chủ từ mọi người chỉ khó ghi vô ha, chủ từ cho có tiền. Rồi pha lam chẳng bằng cũng như là cái này là cái gì, Yeah. phân tích cái từ này là từ gì. Hiện tại phân từ Không không, trả cái từ này nè. thì ít chăng là hiện tại phân từ Không, ghép. xin hỏi cả cái từ ghép hả? Phải ghép không? Theo cái kia là nó Sao biết cái này là lá lá là danh từ trung tính, còn cái đằng sau nó là hiện tại phân từ, thì cái cuối ghép? Không cùng không không, xin hỏi cái này nó là ghép
sao biết nó là ghép? Không phải ghép, hợp âm ở bạch sư. Ghép thì phải sao? À cái đầu là phải phải nguyên mẫu. À con sai rồi, Cái này nguyên mẫu không? Thấy chưa? không phải, Âm không phải. ghép nha. Hợp âm mình dịch khác. À Ghép. con nói sai, còn mấy mấy cô làm đúng vậy. Cái này hồi bữa còn con cũng mệt mệt đó, con nghỉ sớm. Đâu, chứ đâu thấy mấy cô làm đúng đâu. Mấy cô dịch đây là một từ luôn mà. Có một chức năng Ui. mà. À Còn ờ đang còn không biết cái phá lăng là bổ nghĩa cho tính từ bổ nghĩa trực tiếp hay là ít chăng là bổ nghĩa trực tiếp nha, tôi không biết luôn á. dĩ nhiên là ít chăng là bạch sư nếu mà nói vậy. Vì phá lăng làm gì, cái cô chưa phân tích mà. Mà không, không rồi, mấy cô phân tích luôn rồi, đang mong ước trái cây nè. Ồ. Đây một uống trái cây. Đen. Tức là mấy cô phân tích đây là một từ ghép rồi. Mình đang có dịch là đang mong ước trái cây nè. Thấy không? Này không Không phải có từ nghĩa ghép nha. là, Này không không, phải bạch từ sư có nghĩa là cái này kiểu là mọi người đi tắt ấy ạ. Để đã biết nó là trực bổ cách cho cái từ kia. Đó là ghép. Trực bổ cách làm gì? nó là Nào, thầy nào là trực bổ cách? phá lăng là chữ cũ cách cho ít chăng. Chức năng là gì? Thì có cách chức năng là gì? Nó là tốt từ trực tiếp ạ. À? Tức từ trực tiếp. Thế nào là tức từ trực tiếp? Nên làm rõ nghĩa cho cái động từ đó. No. Tức Đọc kỹ lại cái định nghĩa. Thế nào là tức từ trực tiếp? từ trực tiếp. Để chỉ một đối tượng chịu tác động mạnh mẽ của hành động. Chịu tác động đúng không? Thì cái chân này nó tác động gì tới phá lăng? Để con coi. Tác động. Trên cây. Chị. Không lẽ định nghĩa con Rồi. Con mèo là cái gì của cắn? này là đối tượng bị cắn. Vậy thì khi mà cắn thì con mèo nó làm sao? Nó có bị tác động bởi cái hành động cắn không? Có Mèo bị chảy máu, chảy da hay là ít nhất là cũng bị đau đúng không? dạ Tức nghĩa là cái hành động cắn nó tác động trực tiếp đến con mèo. Rồi tôi đi đến chùa thì đi này nó có tác động gì đến ngôi chùa không? Tôi đi đến chùa là ngôi chùa bị sập hay là bị sao? như chưa không bị gì hết. À, vậy thì mình có thể nói là đi nó tác động đến ngôi chùa không? Yeah, không Thì chùa có phải là tức từ trực tiếp cho đi không? nghe. Yeah, không Vì chùa là gì? chùa là nó làm chỉ phương hướng. Đó chứ, tôi ngủ trên giường, ngủ này nó có ảnh hưởng gì tới cái giường không? Giường này có phải là từ trực tiếp cho ngủ không? Yeah, không Giường là vị trí cách đúng không?
đó, cho nên là mấy con bố cô cẩn thận ở chỗ này, tôi đang mong ước trái cây là sao. Muốn trái cây là sao, cô đọc cái câu này để cô hiểu nghĩa không, mong ước trái cây là muốn cái gì? Như cái trong này là hiện tại phân tử nên dịch là đang á sao? Không, họ mong ước trái cây nè, sao dịch là mong ước trái cây, nghĩa là sao? Cái mong ước này nó có tác động tới cái gì, tới trái cây không? Con khỉ nó đứng lên nó, ô tôi mong cái trái cây nó rớt, trái cây rớt không? Có rớt không? Dạ không. À, ừ. Sao mà Vậy nói, tiếng vậy thì sao hơi mà nói nó là tức từ trực tiếp nữa. vậy thì mình nói nó là nó không Tại vì mấy cô, lúc này mấy con nghĩ đây là từ ghép nhưng nó không phải nha, nó đây là hợp âm thôi. Cái thằng này nó là tức từ cho cái thằng nào thì không biết nha, chưa biết nữa. Còn nó có liên quan gì tới ít chăng hay không mình cũng không biết luôn, nhớ nha. Cái đó là cái quan trọng nhất của hợp âm với lại ghép đó. Một từ ghép thì hai hai cái từ đó nó sẽ có cái sự liên hệ với nhau, nhưng mà hợp âm thì hai từ đó mạnh tôi đi mạnh anh đi không có liên hệ gì với nhau hết, đó là cực kỳ quan trọng nha mọi người. Đây ít chân và hiện tại phân từ dùng như tính từ nam tính chủ cách số ít, bổ nghĩa trực tiếp cho qua naro. Có nghĩa trực tiếp cho Guanaro đặt ngữ ý quá. Guanaro danh từ năm nó mới chịu các chuyện chức năng là đi kèm với đặt ngữ ý quá con khỉ. Rồi con khỉ, đang mong ước rồi. Đây là cái chỉ có mỗi một từ tính chăng thôi nha. Bây giờ mình phân tích sao là tại vì nó danh từ hợp âm mà nó là cái gì mình đâu có biết được, tôi cũng biết ha. Giờ phân tích danh từ, trung tính đúng không, bổ cách hoặc là chủ cách, rồi con người chọn cái nào? Hôm bữa con nào làm? Dạ con. Rồi, vậy thì tôi tình nhé, mày là tình nhé. Nơi, nếu mà trung tâm thì nó có thể là thuộc bốn cách. Dạ Rồi, đúng. chủ cách thì sao? Chủ cách thì nó làm chủ từ nhưng mà ở đây mình có chủ từ rồi, cho nên Rồi. là Chủ từ rồi. dạ. Đâu chủ từ đâu, Dạ và nó rô đấy ạ. có nó đâu phải chủ tử, À, và nó rô không bữa cái phải. này bữa sơ thuật độ nói á, sơ là có cái đặc ngữ y ý qua ý quá, cho nên là nó đằng sau nó không phải là một câu mà nó chỉ là một phần từ thôi, giống như Thì con rồi rồi không. rồi thì chuẩn tử thì cái phá lăng để làm gì? Vậy mình coi nó là chủ cách bạch sư, vậy cái từ ba nó rô đi 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 chung với ý quá. Rồi thì phá lăng này chủ cách đó làm gì, chức năng là gì, Là chủ từ ạ. chủ cho động từ nào? Đây không phải một câu mà cô, đâu phải một câu đâu. Để con coi lại coi. Ý Rồi quán này nó đi với một mà cụm từ thôi. À ý là banana rô với lại phá lá mít chăng luôn ạ. Là một cụm. dạ Vậy là nó là trực bổ cách con bạch sư. rồi tại sao nó không là chủ cách được?
Tại vì cái này hồi nãy như cô Phương nói là nó đi chung với đập ngữ y quá mà vanaro nó là chủ cách rồi thì cái từ này mình Không, nếu mà cô chọn nó chụp một cách lành thì cái chức năng của nó sẽ là gì cô còn chưa hiểu luôn á. thì chụp chụp một cách nó đi theo cái từ đó là túc từ cho vanaro đấy ạ. Sao là túc từ cho qua nó rô được? Qua nó rồi là con khỉ mà sao lấy tốt từ không? Túc từ Túc từ trực tiếp Qua nó rồi đâu phải động từ đâu, lấy tốt từ trực tiếp không? à ha. Ủa các bạn để con coi lại sơ kỳ vậy, Bác sơ kỳ quá làm con mở. sĩ chạy thi khảo thôi mà chạy. Tại nhiên đâu thời sớm Bà đã biết chăng? Thì bây giờ mình thử thôi bà sư chứ giờ sao? thì thử đi. Thì cho nó là nếu mà trong một cái cụm này thì làm gì có hai chủ cách được trời. Cô Cẩm Phượng Cẩm cho nào, cẩm nào, cái cụm pha la mít chăng và vá nát mí và nát rô ấy rồi. là đi xa cái ý quá là chủ chủ cách đúng không? Thì trước nó không tính à, trước nó không tính à. Chứ không lẽ bây giờ cô nên tính hết cái, thấy cái nào chủ cách đó, ê, nó đi với ý quá, ê, cái thằng xô này nó cũng đi với ý quá hay sao? Không, tự nhiên con thấy có cái gì á, có cái dấu gạch ngang á bà sư, xong rồi nó nguyên một Cái cái này hả? nồng. Dạ không, cái phá trước từ phá nó có dấu gạch ngang gì á. Dạ Dấu cái dấu này là mình tự thêm dấu các bạn nha. dấu gạch ngang á Cái việc nghe thì sao? thì con nghĩ là nó là một ruột với nhau. Dạ Ý cô nói là từ kể từ cái dấu gạch ngang này nó là dạ một nhau đúng không? dạ Vậy thì từ cái dấu gạch ngang này nó là một ruột với nhau đúng không? không sao lại Thì cô nói một cái dấu gạch ngang này là một ruột với nhau. không phải Nhau. vậy bây giờ con chỉ lấy từ y quá và nasmi và naro là một cụm bạch sư. Rồi một cộng đi với ý quá đúng không? Rồi Dạ qua nó mấy này là gì? con cũng không biết nữa, mấy hôm nay con tra hoài mà nó không ra. Nasmi bữa sáng Ủa cậu tra trong từ điển đó sư, nó có ghi ở đây luôn là sư có hả? nè, nó là vị trí cách đó, quá nasmin mà nó là bất quy tắc cho nên nó bỏ cái âm mũi đằng sau đó sư, nó có quá nasmin luôn mà ở trong từ điển nó ghi vậy, dương diệu ghi ra luôn gọi là sư thuộc Có đạo đá đúng tra không? rồi. Dạ À. nó là vị trí cách của quá ná. Ủa vậy hả? Con đang định lên hỏi sư cái từ này đấy Đây khu rừng rồi, ok. One else? Đâu có cái nào đâu ta? không, hôm bữa con nghe cô Phương nói là Không, không bữa sư thuật đầu tra được luôn á, sư thuật như đánh chữ qua quá ná mà từ từ điển kia thì sao chứ không phải từ điển này, là đánh cái quá ná asmi luôn á, rồi nó giải thích ra cho mình luôn là quá ná cùng asmin luôn, rồi xong rồi ở dưới nó ghi irregular là bất quy tắc là nó còn quá ná asmi thôi, nó bỏ cái âm mũi đằng sau cái từ điển kia rồi sao chứ không phải từ điển này. À cái bỏ cái mũi này là cô Cẩm Phương nói mà con nhớ Không không mà. không, cái con nói là con nói là con nói sai, con nói cái đó là cái âm mũi trước cái ngâm chứ không phải là sau cái nguyên âm. Thì mới đầu lúc mà sư thập độ chưa có tra từ điển á thì con nghĩ nó theo cái nguyên tắc là bỏ âm mũi, nhưng mà khi mà tra từ điển á, sư thập độ tra từ điển thì nó nói là đây là trường hợp bất quy tắc của vị trí cách của quá ná, đúng ra phải là quá ná asmin mà nó là bất quy tắc cho nên nó bỏ cái âm mũi chứ không phải là Mà chấm đúng không? dạ Rồi.
Vậy hả? Dạ. Thì đơn giản nó là người chỉ cách thôi đúng không? Người chết thôi. Dạ, đơn giản nó chỉ là vị trí thôi. Rồi ở rừng đúng không? Chỉ vị Dạ. trí. Ok. Ồ. Rồi. Vị trí thấp. Chứ không phải em quá ná cộng ác chứ. Rồi rồi. Vậy thì nó chỉ vị trí cho cái gì, cho tầng nào? Dạ, Nếu nó câu dịch chỉ như vậy là nó chỉ vị trí cho trái cây hay là cho con khỉ? vị trí cho quá ná sư, quá ná cái cây ở trong rừng đó sư. Nào, quá má là trái cây trong rừng được. Ủa quá ná là gì ta? À vậy là quá ná là, quá ná là con khỉ. Giờ Giống sư như học con khỉ dịch đang mong muốn trái cây mà con khỉ đó nó ở trong rừng. mình không có nói vị trí chung chung ha, Dạ. cụ thể luôn nên là con khỉ ở trong rừng hay là trái cây trong rừng. Con khỉ đang ở nhà Con mong muốn cái trái cây ở trong rừng con hay là con khỉ ở trong rừng mong muốn trái cây ở đâu không biết. Cho con khỉ sao con khỉ. con khỉ đúng không? Dạ. Rồi, ok. Cái lúc đầu con tưởng nó, lúc đầu á sư, con tưởng đó là chữ quá ná cộng Yasmí, con tưởng vậy á, tại vì không, con không thèm tra từ điển luôn. Rồi tích chân là tính từ bổ nghĩa trực tiếp cho Guanaro. Ok. Phá lăng rồi, phá lăng này sao đây, người biết cái phá lăng này sao ta? Có lần nếu mình tắt ra vậy chắc khó phân tích của sự. Không, chứ không có tắt nha, chứ mình đâu có được quyền mình gặp lại như vậy. Đây là từ hợp ấm mà cố, bắt buộc mình phải tách chứ sư không phải là sư tách. Mình nói cái này tách ra vậy khó phân tích thì thôi để gặp lại đi sư, sư đâu có quyền quyết định đâu, phải Dạ, không? con hiểu rồi. Vậy là đang mong ước. Con khỉ đang mong ước. Thì nó cũng y đi chung ít chăng á bà sư chứ Nếu mà gì. nó không làm tốt từ thì nó làm gì giờ ta? Nó không làm tốt từ được cho cái hiện tại phân từ ít chăng là nó làm gì giờ ta? Giờ mình cái chủ cách là mình bỏ rồi đúng không? Mình cơ bản là mình đã loại bỏ cái chủ cách của nó rồi đúng không? Rồi. Thì còn trường quốc cách, thì trường quốc cách nó có gì, chức năng gì? Mấy cái chuyện nó cắt ra đây cũng như ra cái chuyện vô thì cũng thấy. Dạ. Nếu mà ráp cái chức năng sự của cách vô đây dạ mình nói nó là kết hợp chứ mình đâu có nói nó là tốc từ trực tiếp được, hiểu dạ chưa, hiểu chưa, nói không dạ dạ không hiểu hiểu. Cái thằng mình có thể chỉ phương hướng hay là chỉ mục đích hay là chỉ đích đến cho cái hành động mong ước, hiểu chưa, nói không. Cái thuật ngữ nó quan trọng, không phải là sư làm khó mấy cô đâu nha. Nhưng mà nó còn có cái cuốn sách Cú pháp biến cách trong Bali Kaya chưa?
nghe chưa, Yeah, nên có ha, nên có ha. cũng đó gì sư ta lên đi cả giá Nó dần như cái là đó có gần PDF có hôm bữa không sư, có để xem cho ăn con, chia sẻ cho con sư. bây giờ sư 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 xem nè. Đó, đó. Chương 2, đổi cách. Đổi cách tức là một cách đó. Chức năng cơ bản của trực bộ cách hay còn gọi là biến cách. Thứ hai là để chỉ cho tân ngữ hoặc tân ngữ trực tiếp. Nói cách khác, nó là đối tượng bị ảnh hưởng chính từ hành động. À, đó là một chức năng tiếp tục trực tiếp đó. À, những nhà ngữ pháp bản xứ gọi nó là kamat. Theo trực nghĩa thì nó là một tân ngữ. À, đó là cái chức năng thứ nhất của nó là tức từ trực tiếp ha. Còn cái này giải thích về gì theo Ấn Độ xưa gì gì đó thì thôi mình bỏ qua, rồi xem phân tích gì mình cũng bỏ qua luôn ha. Rồi định nghĩa thứ hai, mà chủ thể làm hoặc tác động đến thì gọi là tân ngữ. À, thì nó vẫn tác động đến, nó vẫn là tức từ trực tiếp ha. Rồi cái mà được kiến tạo hoặc liên hệ mật thiết với hành động của chủ thể thì đó chính là tân ngữ. Có thể thấy rằng không có bất kỳ nhà ngữ pháp nào trên đây đưa ra được một khái niệm về chức năng logic của tân ngữ, mà chỉ cố gắng giải thích mối liên hệ giữa chủ thể và tân ngữ. Những động từ có thể trực có chủ thể trực tiếp hoặc lấy những động từ chi phối, lấy một danh từ được chia ở trực bộ cách có thể biểu thị một vật thể thật, vật thể vật lý hoặc là một vật chất như con người, đồ vật, nơi chốn, có thể gọi đó là ngoại tân ngữ cụ thể. Ví dụ ma tát tha ca tăng vi hê sê xí đừng có phỉ báng Đức Như Lai. Gia huynh có khi toa sau khi giết chết con bò, vì trong cả hai cái này và trực bộ cách là tức từ trực tiếp hết á. Phỉ báng Đức Như Lai à, thì tất tha ca tăng và trực bộ cách đó, là tức từ trực tiếp và bị phỉ báng á, rồi giết chết con bò tức là con bò bị ảnh hưởng bởi cái hành động giết à. Cũng một nói đầu thì xin tôi xin. Thì coi trong cái cuốn sách chú pháp Pali đó, hôm bữa có xin nhớ có ai post lên rồi mà ta có lên file PDF rồi mà ta đã chia sẻ. Trang 70 mấy thôi. Bắt đầu từ trang 77 nó là trực một cách. Có nghĩa là nhiều lắm. Ở đây nó liệt kê gần như đầy đủ các cái chức năng của trực một cách luôn. Kể cả cái chức năng mình chưa học luôn. Những cách dùng khác của đối cách tức là trực bộ cách đó. Có nhiều cách sử dụng của trực bộ cách với những động từ như hỏi, xin, khẩn cầu, học hỏi vân vân. Người được hỏi thì được biểu thị là trực bộ cách ha. Trường hợp này trong Sanskrit thì lại dùng là xuất xí cách, có vẻ sẽ hợp lý hơn à. Ví dụ như là phích khắc tê pare, anh ta xin người khác. Phá quan tăng gà chí vị giấy
khẩn cầu Đức Thế Tôn. Thì lúc này các cơ quan tăng nó lại là xuất xứ cách ha, đó là theo sa rít. Còn nếu mà theo các cái nhà ngữ phạm Bali ấy, thì khẩn cầu lúc đó lại là khẩn cầu Thế Tôn, thì Thế Tôn sẽ chia là trực một cách. Còn theo sa rít thì là chia là xuất xứ cách. Thường được dùng để chỉ cho đối tượng mà một người đang nói chuyện với họ. Nếu Sa môn Gotama nói chuyện với ta thì ta cũng sẽ nói chuyện với ngài ấy. À, thì lúc này mình dùng lời trực có cách ha. Nhưng mà Sanskrit lại dùng khu cách chỉ đối tượng đi kèm, có nghĩa là mình nói chuyện với người nào đó thì cái người đó đó là dùng khu cách ha, dùng khu cách. Nhưng mà sale Sanskrit thì lại là trực một cách. Nhưng mà sư cũng được học là trực một cách, ví dụ như sư nói chuyện với các bạn trong lớp thì các bạn đang là trực một cách, có nghĩa là đối tượng tác động qua lại. Còn nếu mà đối cách thì nghe nó hơi kỳ, không phải là sư nói với mình, cái cô chỉ có nghe ha, đúng không? Nói chuyện với ai đó tức là mình nói, xong rồi người đó nghe, rồi người đó nói mình nghe, tức là có sự kết hợp qua lại với nhau ha. Chứ còn mà nếu mà theo Sanskrit thì tôi nói với người ấy thì người ấy ở đối cách, tức là người ấy chỉ có nghe thôi, người ấy không có nói, thì nó hơi kỳ. Như vậy thì mình đâu có gọi là buổi nói chuyện được à. Nói chuyện là phải ví dụ như xin nói mấy cô nghe, rồi mấy cô nói xin nghe thì nó gọi là nói chuyện. Cho nên là dùng cô cách thì hợp lý hơn à. Thỉnh thoảng được một cách được dùng thay thế cho gián bộ cách với động từ sát ta hí, tin tưởng có lòng tin. Sẽ xem thử tôi nó có cái mong ước ít chăng. Đó cách chỉ phương hướng à, trực một cách chỉ đích đến à, ok cái này mình học rồi, chưa chưa thấy cái mong ước ha. Đã đi lên ngôi lầu, đã đi đến chùa vân, chưa chưa thấy cái mong ước. Tuy nhiên điểm đến được diễn tả trong trực một cách đôi lúc lại không xác định rõ, nói cách khác nó chỉ đơn thuần là chỉ một phương hướng. Điều này thường là do đặc tính không xác định nghĩa của danh từ, ví dụ Purat Thí Măng đi sang Bát Quát Tá Tí quay về hướng đông bay lên trời à. Đối với một số động từ nghĩa là đi có tỳ tố á phí đi cùng thì trực một cách sẽ biểu thị người hay là một đối tượng nào đó, không phải luôn. Đó cách chỉ phương hướng trừu tượng. Một vài cấu trúc ẩn dụ trực một cách được dùng với những động từ chỉ sự chuyển động tương tự để ám chỉ một mục đích mang đến mang tính trừu tượng, ví dụ như a gato ý măng sát tham măng đã đến với chánh pháp này, vị ấy đã đạt được danh xưng tối thượng, vị ấy đã chứng nhập thiền thứ nhất à, người đó rơi vào chỗ cao thấp khác nhau. Thì một cách chỉ phương hướng còn được, còn có cách dùng trừu tượng khác là hành ngữ được công thức hóa khi nó chỉ góp phần tạo lập động từ. Rồi cái này bỏ qua luôn. Trực một cách mục tiêu
chỉ mục đích, thì một cách có thể diễn tả một nơi chốn hoặc một trạng thái được đi vào, nghĩa là một mục tiêu thực sự mà chỉ động hướng đến, cũng không phải đâu. Bây giờ cái quan trọng là mình tìm cái chữ mong ước này, cái chăng này, tái sinh không phải luôn, phải luôn. Từ một cách quan hệ như nó được gặp một nó dùng được vừa diễn tả việc nói chuyện vân vân, không phải luôn. Với động từ cá rô tí, không phải luôn. Quá trời luôn. Này có thời gian đọc hết hay à? Thì cũng cách chỉ thời gian, thì cũng cách chỉ nơi chốn, thì một cách cũng có thể biểu thị cho nơi chốn mà một việc gì đó xảy ra. Cái này có cái sợ ha, sợ thử cái chân làm đâu kiếm gì mất thời gian quá. Tịch cách làm trạng từ, tịch cuộc cách chuyển không gian và thời gian quá trời rồi. Tịch cuộc cách trạng từ, wow, một trình một cách chỉ cách thức. Nhiều quá, trình một cách dùng như giới từ, trình một cách dùng với trạng từ, trình một cách dùng với bất biến từ. Nhiều quá. Trực một cách mệnh đề, trực một cách chỉ ý định. Ai ý định hả? Không phải ý định, không phải ý muốn đâu. Trực một cách chỉ định thật ra chỉ là một cách áp dụng mang tính ẩn dụ của phương hướng. Cả hai nói chung đều ám chỉ cho mục đích. Vậy nên dĩ nhiên trực một cách được sử dụng như một biến cách diễn tả một ý định, một cách dùng xuất phát từ trực một cách phương hướng. Cách dùng này đặc biệt thấy ở đuôi a giá à, và trực một cách kép, trực một cách vị ngữ, trực một cách chỉ người bị tác động gián tiếp, thì có cách chỉ chủ thể bị sai khiến. Thì ta đó là không thấy cái ít chăng này, chỉ có thấy cái gần gần giống là ý định đó, ý định đó. Cái này mọi người note lại hỏi thầy ha. Có thể cái chủ cách là mình loại rồi đúng không? Alo, mọi người còn nghe không? Dạ, Alo, anh còn sao nghe không? sao sao Nãy giờ buồn ngủ hả? sao Ông sư này cũng làm buồn ngủ lo một đống chức năng của nó ra luôn, toán luôn. không? Tình giác chắc ngủ mất tiêu rồi. Dạ Alo, có tình giác còn thức không? yeah, Ngủ thiệt luôn rồi. Ok rồi, thì ở đây cái chủ cách là mình loại rồi ha, rồi còn cái trực của cách này ha.
Vậy là cái hiện tại phân từ chừng nào mà nó có cái mang ý niệm hành động luôn, Đúng là cũng là hành động đó con, mong ước cũng là hành động đó. vậy sao nó không, nó vậy giờ sao cái tốt từ trực tiếp nó khó quá vậy sao? Bởi vậy không, cái quan trọng là mình không có tìm ra cái chức năng đó, nó không phải tiếp trực tiếp đâu, nó là có thể là chỉ phương hướng hay là chỉ mục đích gì đó. Vậy là mong ước cái gì, Đúng là rồi, một cái trái cây nhưng mà vậy là mong muốn trái cây anh kỹ quá đi, đâu có hiểu đâu, muốn trái cây này sao. như là kiểu như chỉ cái mục đích cho cái động từ mong ước đó, là mong ước cái cây đó. Là sao, mong muốn trái cây là muốn có trái cây hay là Dạ mong ước mong muốn, cây nó có được chín cái đó. à, mình đâu thể nào gọi là tốt từ trực tiếp được đúng không? Dạ ý con nói là Đúng giờ rồi, chỉ gọi mục nó đích thì là mình có thể dạ. là mình dịch mong muốn trái cây đâu. Dạ Ta vậy gọi nó là gì giờ sao? mục đích hả? Tại sao mình không dùng chữ mong muốn ta, mà mình phải dùng chữ mong ước chi cho nó cực Nhà mong muốn là từ của thầy vậy? thì mình đổi thành mong muốn thì Muốn thì là muốn có trái cây đúng không? Mọi người không hiểu, có lẽ con khỉ này nó muốn có được trái cây đúng không? dạ Chứ còn mọi người dịch chứ là mọi người bị kẹt cái chỗ tiếng Việt này nè, mong ước. Nó hơi cậy, để thử thử tra cái bài chá ha. Wishing, xin nghiệm mong cũng ước, mong ước mong muốn gặp cũng được hết mong muốn nghe ơi ơi, cái gì cái chữ mong ước thiệt khó dễ sợ luôn. Chỉ mục đích cho ít chăng ha, Yeah. ok à, mong muốn rồi. Alo, cô tình nhắc còn nó không? Alo. dạ À vậy là hả? Rồi Phương đi con. con hôm nãy giờ con đang suy nghĩ cái từ hú ra hú răng chứ con không Đây đây có đây đây. Hú ra rồi, phân tích đi. đó là hợp âm bạch sư. Hợp âm sẽ biến hợp âm Chứ nếu mà nó là ghép thì hú hú ra nó lại là hú rá chứ. tại sao sư thấy ở đây nó lại là từ từ ghép nè, nè trên từ ghép nè, hú ra cộng hú răng nè, Nhưng mà cái danh từ ghép như vậy đúng không bà sư? theo cô thì đúng hay sao? Sai. Tại sao? Nếu mà hú danh từ ghép thì cái đầu nó phải nguyên mẫu chứ, là hú phải là Đúng hú rá. rồi. Biết gì còn hỏi thêm chứ. Phải là hú ra chứ, làm sao mà hú ra được. Đúng Dạ không? đúng. Tức cái này không phải là danh từ ghép. Biết gì, biết rõ vậy còn hỏi chứ. Không mà bữa con không thấy ai đồng thuận với con nghĩ là con sai, nhưng mà con nghĩ là ai đâu có phải thôi. Giữ lại hả?
Rồi, nghĩ lại ha. Đây là hợp âm ha. Nó giống như cái từ dưới đó, pha lăng bích trăng đó. Hợp âm, rồi. Hợp âm giữa cái gì, những cái gì? Hú ra với lại hú răng Hú ra cộng với hú răng, rồi hú ra là sao? hú ra là danh lại có một chút hú ra là danh từ chung thì nó có thể là chủ cách nhiều chữ của cách nhiều. Trung Dạ tính nha, trung tính nha, đọc kỹ, đọc kỹ, đọc kỹ, đọc kỹ. đúng rồi, có thể là chủ cách nhiều hoặc là trực của cách nhiều ạ. Như còn nhớ nó có vị trí cách nữa mà cô, tí xuất xuất cách nữa mà cô. Xuất xuất cách số ít Dạ đúng rồi. đúng. Ủa Ủa sao? ủa vậy là Ủa. vậy nên cái Ủa. bữa không Đây. hôm bữa con cũng thấy nó xuất xuất cách nhưng mà dương diệu á cha trong từ điển sao cái từ hú ra này á là nó là một từ là hiểu là bất biến từ á sư là không có cần phân tích Từ gì thầy đã cho luôn. mình rồi, Dạ. thầy đã cho mình rồi đúng bất biến từ thì thầy đã cho mình rồi. Nhưng mà ở trong từ điển nó có ghi hết sao? Nó ghi cái in in là IND chấm một cái á, là nó viết tắt của bất biến từ. Thế hôm bữa cái này cái từ này nè, con nhìn vô con cũng cũng nghi nó là xuất xuất cách. Rồi, bất biến từ là dịch sao? Dịch luôn là từ cõi này qua cõi khác luôn, nó dịch bằng tiếng Anh luôn. In one place to another gì á. Sao mình dịch từ câu này sang câu khác vậy? Tại vì cái chữ hú ra là hú răng là thầy cho là nghĩa là cõi cõi, nhưng mà cái lúc đầu á, là con nhìn vô luôn con chưa có tra từ điển gì hết luôn á, thì con thấy cái hú ra này con nghi nó xuất xứ cách rồi, thì cõi này thì nó xuất xứ cách là nó sẽ là từ qua cái cõi từ một cái cõi nữa khác nữa. Cái từ này nè nó giống một cái từ gì ngày xưa mình học qua rồi nè, tức ghê á tự nhiên quên. Anh nhé, Đúng 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 chính xác luôn sư, anh nhé anh nha không gì đó. người này người kia, tay dạ này tay kia đúng không? dạ đúng dạ đúng Nhưng mà nếu mà mọi người xem đây là một cái bất biến từ, ổn không? bất biến từ là gì vậy ạ? Là cái từ đó là nó bất nó cố định vậy luôn á cô, mình không cần phải phân tích gì luôn á cô. Đó là IND nè sư, nó là bất biến từ nè sư. Từ nơi này đến nơi khác. Dạ. Ok. Nhưng mà ví dụ như sư không có từ điển, sư chỉ dựa vô đây sư phân tích được không? Con cũng giống sư vậy đó, con cũng không mới đầu con cũng đâu coi từ điển đâu, nhưng mà con nhìn vô con phân tích theo cái kiểu mà mình không biết là nó là bất biến từ á thì mình Đó. phân tích ra được. Thì hút ra là xuất xứ cách là từ Dạ từ cõi dạ đó 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 con cũng nghĩ nhưng y chang vậy luôn sư. Dạ mà trực một cách đúng không, cho nổi từ cõi này đến cõi khác. Hú răng này là trực một cách, nó chỉ phương hướng cho trao nổi thôi. Đây khi nào nha, xứ xứ cách à, số ít chức năng chỉ nguồn gốc và tỏi hú răng
danh trung trực phổ cấp ít chức năng là gì? Chỉ phương hướng cho ổn đúng không? Mình giải dịch ra là gì? Cho nổi từ cõi này đến cõi khác, thấy chưa? Yeah. Mình phải tập vậy chứ, mình cứ chẳng quá cái con nhớ là khi mà mình tra cái từ hú ra hú răng á mà sư không có làm rõ gì, mấy cô mấy mốt mấy cô không biết đường, rõ ràng mấy cô vẫn lộn ở đây là từ ghép mà đúng không? Đây là hợp âm thôi, mà nếu hai cái từ này mà đi chung với nhau gì thì nó thành công thức. Mà cái công thức này ở đâu ra? À, là do các nhà nhân phạm họ thấy ở trong kinh nhiều, và cứ mỗi lần mà họ thấy như vậy thì họ dịch từ nơi này đến nơi khác. Vì thì mình rất là máy móc, mình không có biết đường, khi mà mình phân tích mình không phân tích được, nói cái này nó công thức không phải, hiểu không? Công thức này ở đâu ra? Nó ở trong từ điển ra. Những cái từ điển này nó đâu phải là của người bản ngữ họ làm đâu, hiểu không? Mà mình cứ nói là do từ điển vậy thì chẳng khác nào mình nói con bản dịch đi cho rồi, học đây làm gì? Học chức năng chi cho nhức đầu. Cứ thấy vậy là ê quan mê sư tăng rồi, được tôi được nghe như vậy sống học có lý làm gì nữa à. Rồi nó cứ yêu quá mê quá là cho đến thế này à, hay mình nói là ít đen, ít đen là nếu thì sống, cứ thấy công thức đó là nếu thì là gia đình thì mình sẽ không 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 có. Sau này mình gặp mà cái từ đó gặp, ví dụ sư nói cái từ không tra ra cái hú ra hú răng này ở trên từ điển thì mấy cô dân biết làm sao? Nó học âm bạch sư. Đúng không? Nó học âm thì mình vẫn phải phân tích hú ra là gì, hú răng là gì chứ, Dạ đúng. thấy không? Mình thừa sức mình phân tích chứ mình đừng có dựa vô cái từ điển à, mình tra được cái này cái mình mừng quá, nhưng mình cứ đi chen qua thì nó không được hay lắm ha. Rồi rồi dịch là xô người ấy trôi nổi từ cõi này đến cõi khác. Rồi cho nó từ cõi này đến cõi khác à, mình dịch dịch mình phân tích vẫn được ha. Hút ra là xuất xuất các chỉ nguồn gốc, hút răng là tức từ chỉ phương hướng cho động từ ba la quá tí ha. Rồi người ấy đã trôi nổi từ cõi này đến cõi khác, rồi giống như con khỉ ý quá qua naro giống như con khỉ. Rồi ít chăng là bổ nghĩa trực tiếp cho qua naro là mong ước. Mong muốn không có mong ước, nhưng mà mong muốn cái cây ở trong rừng, được chưa? Yeah, được Giờ mình nói giờ tự nhiên cái sư thèm sầu riêng quá, thì mọi người nói là sư mong ước sầu riêng hay là mong muốn có sầu riêng để ăn? rồi. Dạ, mong muốn. À, đúng không? Chứ mình dùng chữ mong ước nghe nó kỳ lắm,
Tôi mong ước ngôi nhà là sao? Là mong ước ngôi nhà to hay là mong ước ngôi nhà đẹp hay là mong ước ngôi nhà nó sẽ lớn lên, hay là mong muốn có được cái ngôi nhà để ở chẳng hạn? Thì mình mình nói là tôi ước ao có được một ngôi nhà thì nó rõ nghĩa quá rồi, chứ mình nói tôi mong ước ngôi nhà thì mặc dù mình hiểu đó, nhưng mà một người mà trí họ hơi kém chút họ có thể họ đồng họ không hiểu mong ước ngôi nhà là sao. Mong ước ngôi nhà nó bị sập hay là mong ước ngôi nhà, hay là mong ước có được ngôi nhà, hiểu không? là mong ước mấy cái nghĩa của nó nhẹ hơn mong muốn sao chứ? Cái ước nó làm sao Nó xin nhẹ hơn. tả. Dạ, cái kiểu như là nghĩ vẩn vơ thôi, nghĩ vẩn vơ thôi, nghĩ vẩn vơ thôi. Chứ còn mà mong muốn thì nó sẽ nè, mọi người đọc kỹ cái từ ích chăng ha. Ích chăng nó là khao khát, nó có nghĩa là khao khát luôn, nó mạnh hơn cái thằng mong ước nhiều. Tôi mong ước anh được an vui, phải không? Nó khác với lại tôi muốn được an vui. Cái chữ cái chá này nó là ước ta lòng, nó là muốn, nó là muốn thì nó nghe cái nó nặng đô hơn nhiều ha. Mong ước thì nghe nó rồi mình giải quyết xong cái chỗ này ha, tôi tình nhé. Dạ. Rồi chỗ nào Dạ được rồi ạ. rồi vậy thì quay trở lại cái lúc đầu được chưa? Alo, bây giờ mình quay trở lại, mình xác định xem nó là sở hữu cách hay là gián một cách được chưa. Dạ. Như là giống một cách hay sao? Gián một cách thì thụ hưởng đúng không? Dạ. Rồi thì cái người này thụ hưởng cái sự gì? Cái sự tăng trưởng khao khát đúng không? Có nghĩa là cái sự khao khát của người dễ vui càng ngày càng tăng đúng không? Yeah. Rồi người ấy đã cho nổi từ cõi này đến cõi khác, giống như con khỉ đang mong muốn cái cây ở trong rừng. Vì sự khao khát nó liên quan gì tới cái con khỉ, tới cái người đó? Để xin cho cái ví dụ nó dễ dễ tiếp cận cho ta. Mình sẽ tìm một cái ví dụ nó rõ rõ hơn chút. À khoan, giờ mình còn bây giờ mình tới đây mình cũng không xác định được cái chủ đề muốn nói như vậy sư đề cập á. Một là cái chủ đề được nhắc đến ở đây là gì? Người sống đi vui. Là người sống để vui đúng không, Dạ. hay là sự khao khát? Người sống đi vui. Người sống dễ vui trong cái câu này tức nghĩa là cái sự khao khát tăng trưởng là kết quả của người sống dễ vui đúng không?
Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì câu dưới này. Trôi nổi từ cõi này đến cõi khác, nó là kết quả của người sống dễ vui đúng không? Người ấy ha, mình ghi luôn, ghi rõ nó luôn. Người ấy đây, đây là người nào? Là người sống yên vui. Rồi, người sống dễ vui. Rồi. Người sống dễ vui đã trôi nổi từ cõi này đến cõi khác, giống như con khỉ đang mong muốn cái cây ở trong rừng. Rồi. Yeah. Rồi. Rồi quay lại tiếp. Sự khao khát tăng trưởng à, rồi bỏ qua. Giống như à, giống như ha, giống như một loài cây, một loài dây leo ký sinh giết hại vật chủ. Thì cái loài dây leo này là cái gì? Mà dây leo này là giống như là những cái sự thâm ái nó bám chặt vô con người. Cụ thể luôn, cụ thể luôn. Sự cái dây leo này là Dây ví như leo cái này gì? là những cái ái dục á, nó bám chặt Không, vô không, không, trong này, à, trong trong này, trong câu này thôi. là cái câu đó Là sự phải thấp nhất hay là người dễ vui? dây leo là sự không khác. Rồi, vậy là người dễ vui là vật chủ đúng không? Dạ đúng. Rồi, có nghĩa là qua cái ví dụ này mình biết là cái người dễ vui á, bị cái sự khao khát này nó ký sinh, nó giết hại. Ok chưa? Dạ đúng. Rồi tiếp đến, cái người sống dễ vui này cho nổi từ cõi này đến cõi khác, giống như con khỉ đang mong muốn cái cây trong rừng. Thì cái ví dụ này thì nó liên quan gì? Con khỉ đây là cái gì? Con khỉ đây nó cũng là cái người sống dễ vui đó. Rồi vậy thì trái cây ở trong rừng là cái gì? Cái cây trong rừng cũng như cái sự giống như là cái sự khao khát đó, đó là nó cứ đi tìm đi tìm đi tìm mấy cái trái cây đó, đó sao nó cứ mong ước những cái trái cây đó, nó đi tìm những cái trái cây đó thì nhưng mà cái những cái trái cây đó thì nó lại là nó bám vô cái con người, mà Đó. nó bám vô con người thì con người để đâu đi tìm cái đó đâu mà tận cái đó nó Đúng rồi. bám vô người đó. Đúng rồi. Với con khỉ đi tìm cái cây, chứ cái cây nó đâu đi tìm con khỉ. Hiểu không? Vậy con thấy chỗ này Nếu mà so nó vậy thôi. hai câu này thì nó chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Một cái là bị cái dây leo đó ký sinh giết hại. Còn thì có là cái ví dụ này thì cái cây này nó làm hại gì con khỉ sao? Dạ đúng. Đó. Cái này nó nếu mà nói mình đưa vô cái biện pháp so sánh thì giống như cái người dây chuột đó là nó tự nó đi tìm cái sự khao khát. À, Dạ cho nên là rồi còn cách nữa mình có thể tham khảo bản dịch đó. Mình vẫn chưa ra, mình vẫn chưa 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 chưa, chưa rõ thì để suy tìm bản dịch này thử coi. Cái này nó đang DHB à, Phúc Tú, Phúc Tất Cá. Ủa? Trời. Sao không có? Tôi tìm sai cái nào?
Rồi. Dễ vui. So nó có gì hurra hurra alo có tiếng nhắc à alo có tiếng nhắc à Cô tỉnh giá ơi, đang suy nghĩ gì rồi? Cô tỉnh giá đâu mất tiêu rồi? nè, ở đây bản dịch nè, bản cái bản này thấy không, hú ra hú ra dưới tất cả luôn nè, Dạ. tức là đây là hai tự chứ không phải là một từ mà gọi là bất biến đâu nha, cho nên nếu mà mọi người tra cái từ này bất biến là mọi người copy cái này mọi người tra sao ra, chẳng qua là cái bản này thì nó là dính dính lại với nhau ha. Thì mọi người mới tra được hú ra hú ra, chứ còn ở đây cái bản dịch này, cái bản này là viết rời ra nè. Đó, người ta rất là khó phải cái câu này không mọi người, 334 335 336 không có của ngày thứ khú ha, bồ thí Nhà như đâu đây mà giống như nè, nhà nhà đây là sẽ khi một người sống vô tâm sự thèm khát của anh ta lớn dường như sờ một dây leo, anh ta chạy đến đây ngay bây giờ và bây giờ ở đó thấy thấy ổn rồi, thấy ổn rồi, cái ổn tắt chưa, dạ như sự thế khác đang tìm khao khát của anh ta chứ phải là đối với anh ta đâu, rồi anh ấy chạy đến đây ngay bây giờ và bây giờ ở đó, hú ra hú răng đó, như thể đang tìm kiếm cái cây à, cái này mình dịch nó hơi bị lỗi rồi, giống như con khỉ từ như vậy thì mình mới gì mình mọi người mới cái ví dụ này mọi người dịch nó hơi bị ấy chút nào, cái người sống dễ vui đã trôi nổi từ cõi này sang cõi khác giống như con khỉ ở trong rừng á, nó đi tìm trái cây á thì nó cứ truyền từ cây này qua cây khác để mà nó tìm cái cây, hiểu không, nó cứ truyền từ cây này qua cây khác thì cái ví dụ này nó mới trùng khớp với lại cái ở trên chứ, hiểu không, chứ còn mà mình dịch như vậy thì đúng rồi người hơi kẹt rồi, người sống dễ vui đã trôi nổi từ cõi này đến cõi khác giống như con khỉ, sao là giống như con khỉ mà mong muốn trái cây thì nó có liên quan từ gì trôi nổi từ cõi này sang cõi khác, hiểu không, cho nên á chính xác có nghĩa là giống như con khỉ trong rừng á với cái mong muốn tìm được cái cây ăn, cho nên là nó sẽ nhảy truyền từ cây này sang cây khác, cây này sang cây khác, đúng không, hợp không, Dạ thì con hiểu cái nghĩa là vậy á. Rồi, mình lại tìm một cái bản dịch của ngày Thích Minh Châu nha.
phẩm ông để vui hả? Đấy, con thấy ghi thèm muốn gì đó sự. Ủa, này vậy là chắc cảm dễ vui quá hơn. Ừ. Đây ha. Manu chất xá, con mát, tất cả đi nâu ha. Rồi. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo. Nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng đó, cũng khá là rõ nhưng mà hơi ngắn quá hơi ngắn quá, không có rõ về sao ta. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo. Chà, dịch gì cũng kẹt quá. Ái tăng như dây leo. Ái là sự phát đó sợ. Vậy Nhưng mà là tăng leo là có nghĩa là nó phát triển giống như dây leo hả? dạ Dây đúng leo rồi chị. phải, không phải đâu. Thì cái này thay vì đây là ái tăng như dây leo thì cái bên kia là sự Có tao phát tăng trưởng giống như là dây leo. là cái nghĩa này mình hiểu cái là cái dây leo nó sau khi nó bám vô cây và nó sẽ quay trở lại để mà nó rút chất dinh dưỡng, nó làm hạ cái cây đúng không? Nhưng mà còn theo cái bản dịch này thì ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, rõ ràng là ái tăng như dây leo tức là cái sự tăng trưởng của tham ái, nó phát triển nhanh giống như dây leo. Dạ đúng Cái rồi chưa? đâu có khác nghĩa rồi đúng không? Khác nghĩa rồi. Vậy thì ở cái nếu mà bản dịch này thì đâu có nói rõ là cái dây leo đó nó có làm hại cái người đó không? Không có nói. Nó Tại vì cái bản này dịch tắt quá, tại vì thường thường đó. những cái cây mà cây dây leo là cây sống ký sinh. Ví dụ như mình nói là dây leo thì người ta hiểu là cái dây leo là một cái loài sống ký sinh. Không, cái dây leo đó dây mướp, dây bí, dây bầu, dây leo, nó cũng là Chữ dây thì đang cắt quá tắt luôn. leo vậy đúng không? Dạ. Nó đâu có làm hại gì ai đâu, mấy cái mướp bầu bí đó là đều dây leo hết phải. À, kiểu như vậy á thì chỉ lấy cái hình tượng là cái dây leo nó tăng 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 nó tăng tăng thôi, Là chứ nếu không mà có mình cần lấy cái hình tượng là làm hại một chủ. đúng rồi Đó, hiểu ý muốn nói là cái ái dục này nó tăng càng ngày càng nhiều 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 nhiều, nhiều lên vậy thôi. nó tăng trưởng nhanh Dạ. giống như Dạ, vậy tăng. đó. Nhưng mà nếu mà vậy thì cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác dưới đây nha. Ở đây muốn nói là cái sự khao khát đó nó giống như cái dây leo, nó sẽ quay lại nó giết hại cái cây mà nó sẽ bám lên á. Hai cái nghĩa nó khác nhau hoàn toàn luôn á, có thấy không? Đúng không? Dạ Dạ con để cũng cho tôi, cho nên để kiếm tìm thêm bản dịch nữa đi coi, nó vẫn chưa rõ lắm. Để xích cho tôi đây ha, cho tôi copy cái đoạn này ha. Khi một người sống vô tâm, sự sống vô tâm, sự thèm khát lớn dần trong họ như cây leo chân lạc đà. Họ nhảy từ cuộc sống này sang cuộc sống khác như một con khỉ. Lúc này mới là rõ hơn nè. Họ nhảy từ cuộc sống này giống như một con khỉ thèm ăn trái cây trong một khu rừng rậm, nó sẽ truyền từ cây này sang cây khác, đúng không?
Nhưng số một năm sẽ nó đang quản sản. Sự thèm khát lớn dần trong thọ này, chứ đâu có nói là đối với họ hay là cho họ đâu, đúng không? Cái dán một cách thụ hưởng là mình dịch là một lần gì còn đối với họ, hoặc là mình dịch là cho họ. Vậy là chỉ phạm Ừ. vi rồi, theo cái bản dịch này. Mấy bản dịch luôn á đều 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 nói là bản dịch này cũng nói là của rồi nè, his rồi nè, thấy không? Đó, bản dịch này là khi một người sống vô tâm, sự khèm khát của anh ta, tức là sở khách đó, chứ đâu có thụ hưởng gì đâu. Là hai cách. Ở đây cũng đâu rồi? Ở đây cũng là sự thèm khát trong họ như cây dây leo, chứ đâu có nói là cho họ hay là đối với họ đâu. À, hai bản dịch vậy chưa, rồi thêm bản nữa cho chắc. Này là ngày anh đã trực tiếp đối với người sống vô tâm. À, lúc này thì lại là nhớ một cách thụ hưởng nè. Chà. Vậy là hai cái luôn rồi. For human. Đúng rồi, nếu mà là dùng chữ for nè, cho đó Đó là chắc phù chắc hợp. rồi. Đó là đối với rồi. Rồi thì cả hai thì đều đều hợp lý hết luôn, nhưng mà mình không có để gì được, mình phải lựa ra một cái thôi. Theo ý sư thì sư sẽ chọn cái sở cách này, nó dễ hiểu hơn. Còn không biết ý Thấy sư. nếu mà sâu cách hay là dán một cách gì nó cũng nhấn, nó cũng đề, cũng Đều có đều cái ý đề là cập tới cái sự sâu cách thôi. người hâm cái người dễ vui, cái đề tài ở đây là cái người dễ Đó, vui. tại nãy mình phân tích theo cái logic từ trên xuống dưới, còn riêng một cái câu đó thôi á, riêng một cái câu Manusasta Pamatacharino á, là riêng một câu đó thôi là con thấy là chị nó chỉ nhấn mạnh vô cái sự khao khát, nó đang nói về cái sự khao khát. Thì ở sắc của ai là sự khao khát của cái người sống dễ vui, Không. còn như là đối với cái người sống dễ vui thì cái gì tăng trưởng là cái sự khao khát tăng trưởng, nó qua nói lại nó cũng Cho nói về cái sự khao dù khát nó tăng lên. là hai cái này thì cái đề tài chính ở đây là cái người dễ vui á, chứ không phải là sự khao khát đâu. Cái đề tài chính ở đây muốn nói là cái người dễ vui nè. Có biết cái phẩm này là phẩm gì không? Dạ không, Phẩm gì? vẫn dễ vui. Tức là đề cập đến là cái người dễ vui, cái người dễ vui sẽ bị về 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 người dễ vui sẽ bị về 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 về, Con chứ đâu có đề cập đến cái sự khao khát đâu. con Cái sự khao khát hiểu. Dạ. nó là một trong những cái hệ quả của cái người sống dễ vui thôi, đúng không? Rồi đây nè, người nào bị những ham muốn và chấp trước thì nỗi đau sẽ tăng lên như bị cơn mưa đó. Cái người dễ vui nè thì sẽ bị nỗi đau tăng lên. À, bất cứ ai mà chế ngự được lòng ham muốn thấp hèn trên thế gian này hôm qua thì nỗi đau buồn sẽ rơi vào khỏi người đó như giọt nước từ hoa sen. Ta nói với các ngươi thế này, trước tất cả những ai tụ họp ở đây may mắn hãy đào tận gốc rễ của lòng tham, như người tiền gốc rễ đào tận gốc rễ cái gì đấy. Đừng để ma vương đẩy các ngươi xuống. À, ha. Đừng để ma vương đẩy các ngươi xuống. Các ngươi đây lại. Nên là mấy người sống dây vui. Đó, chứ đâu có nói gì tới sự khao khát đâu.